Hello everyone. Today we will study my phonetic ratio, English 2, Unit 9, Letter V. 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 Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 9 của chương trình tiếng Anh lớp 2, bài chữ V nha. Trong bài này thì chúng ta sẽ học 4 từ. À, chữ V khi phát âm ra khỏi miệng chúng ta là V. 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 Van, van, vase, vase, violet, violet, violin, violin. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học 4 từ. Thứ nhất là xe ô tô tải, à, xe tải, bình hoa, hoa violet và đàn violon. Rồi xe tải sẽ đọc là van, van. Van, van, bình hoa, vase, 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 bông hoa, violet, 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 và đàn violon, violin, và violin, nhấn âm cuối. Nhóm 3 chúng ta sẽ đọc cái lin mạnh hơn. Violin. Violin. À, violin. Ok, chúng ta đọc lại nè. Van. 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 Vase. 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 Violet. 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 Violin. Violin. Ok, read again. Van. Vase, violet, violin. Read again. Van, vase, violet, violin, violin. Okay. Read aloud. What's this? Violet. What's this? Van. What's this? Vase. What's this? Violin. Okay. Right. Chúng ta sang bài tập nhé. Rồi, exercise 1, write. Write. Viết từ còn thiếu nè. Vậy là bốn từ này thiếu chữ gì? Van, xe tải thiếu chữ V. Violet thiếu chữ V. Vase thiếu chữ V. Violin thiếu chữ V luôn. Exercise 2, read aloud. Đọc theo nhé. This is my frisbee. This is my frisbee van. À, chúng ta wrap van. Vase, violet, violin. À, chúng ta wrap những từ đó vô đây. Rồi chúng ta đọc nào. This is my frisbee van. Đây là cái xe tải rất là đẹp của tôi. This is my frisbee vase. This is my frisbee vase. Đây là bình hoa xinh đẹp của tôi. This is my frisbee violet. This is my frisbee violet. À, đây là bông hoa violet xinh đẹp của tôi. This is my frisbee violin. This is my frisbee violin. Đây là cái đàn violon xinh đẹp của tôi. Ok, rồi. Chúng ta sang bài tiếp theo. Exercise 3. March. March. March có nghĩa là nối đó. Rồi, what's this? Vase. Bình hoa ha. What's this? Violet. Violet. Hoa violet. What's this? Van. Xe tải. Van. What's this? Violin. Violin, okay. Now we will march. What's this? Van. No, sorry. Vase. Vase. What's this? Violet. Violet. Where is violet? Here. Violet here. What's this? Van. Where is van? Where is van? Van here. Okay, march. From to here. What's this?
Violin, violin. Where is violin? Violin here. Okay, must violin. Okay, well done. Rồi, chúng ta đã xong bài số 3. À, các bạn thấy dễ không? Chúng ta xong bài số 4. Exercise 4, circle A or B. Circle A or B là khoanh tròn A hay B. Number 1. What's this? What's this? Do you know what's this? Van. 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 Where is van? A or B? A. Van. B. Vase. Where is our answer? Where is answer? Answer is A. Van. Van. Number 2. What's this? Violet. Violet. Bông hoa violet. Where is violet? A or B? A. Van. B. Violet. Violet. Okay. Answer is B. Circle B. Circle B. Number 3. What's this? What's this? Vase. Vase. Where is vase? A. Violin. B. Violet. C. Vase. Okay. Answer is C. Answer is C. Number 4. What's this? What's this? It's violin. Violin. Đây là cái đàn violon kéo ra âm thanh rất là hay đúng không? What? Violin. Where is violin? A or B? A. Violin. B. Violet. Okay. Answer is A. Answer is A. Okay. Nào bài tiếp theo nào. Bài tiếp theo. Exercise 5. March. March. Van. Violin. Vase. Violet. Van. Van là cái gì? Van là xe tải nối đây. Violin là đàn violon nối đây. Vase, bình hoa nối đây. Và violet là hoa violet nối đây. It's easy, that's right. Very easy. Exercise 6. Write. Write the missing word. Biết từ còn thiếu nào. Okay. What's this? Violet. 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 Vase. Thiếu chữ A nè. Violin. Thiếu chữ V, chữ I. Van. Van. Okay. Exercise 7. Khoảng. Circle. Xe tải. Trong hai từ này, từ nào là xe tải? Van. Câu số 2, bình hoa. Bình hoa là van. Và đây nó viết tùm lum tùm la hết. Vậy là đây, đây là bình hoa. Câu số 3, hoa violet là cái từ này. Từ này hay từ này? Chắc chắn là từ đầu tiên rồi. Câu số 4, đàn violon. Đàn violon. Đàn violon đâu? Violet này. Rồi, cái từ nào? Violin. Violin. Ok. Exercise 6, color. V sao. Color V sao. Ok. Rồi trong bốn hình này, hình nào là có chữ V? Chắc chắn là hình bình hoa. Chúng ta sẽ tô bình hoa nè. Hoa violet có chữ V không? Chắc chắn là có rồi. Ta sẽ tô bông hoa violet. Còn quả cam orange. Orange không có chữ V. Chi ha? Chi là cái cây không có chữ V nha. Rồi, chúng ta ôn lại bài và chúng ta kết thúc bài học ở chỗ này nha. Nào, chúng ta đọc nào. Unit 9. V. V. Van. Van. Vase. Vase. Violet. 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 This is my van. This is my pretty van. And this is my pretty violet. This is my pretty vase. Đó. Và bài này. Violin. Violin.
Van, vase, violet, violin. Van, vase, violet, violin. Ok, bài học ra đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn trong Unit 10. Goodbye.